hàng có trong clip phản động. Ngày 19 tháng 6, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông, tiếp tục gửi công văn đến 40 nhãn hàng yêu cầu dừng ngay quảng cáo trong các clip phản động chống phá nhà nước. Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cho biết, gần đây Cục tiếp tục ra soát và phát hiện có 40 nhãn hàng mới vẫn đang quảng cáo trong các clip phản động này trong đó đáng chú ý như Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, Trường Đại học Thương mại, Đại học Quốc gia Hà Nội, Công ty Cổ phần Lữ hành Việt, Du lịch Việt Nam công ty cổ phần bất động sản thế kỷ mới, Mắc Hải, công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm chức năng loa, tập đoàn KTG, NTT Data Việt Nam. Theo đó, cục này yêu cầu các công ty dừng ngay việc quảng cáo trong các video của YouTube có nội dung xấu, độc, phản động, đồng thời chủ động ra soát, kịp thời cảnh báo với các đối tác cung cấp dịch vụ nhằm bảo đảm hoạt động quảng cáo của công ty phù hợp với quy định hiện hành các doanh nghiệp cũng phải có giải trình tới cơ quan chức năng và hạn trả lời công văn ngày 27 tháng 6 năm 2019. Ngoài ra, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cũng cho biết, liên quan đến việc các nhãn hàng thương hiệu của Việt Nam có xuất hiện hình ảnh quảng cáo trong các clip có nội dung phản động trên YouTube mà cục đưa ra cảnh báo vào ngày mùng 10 tháng 6 năm 2019, đến thời điểm hiện nay Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử đã nhận được giải trình của 15 công ty, bao gồm Samsung Vina, FPT Shop Iabaha, Công ty Cổ phần Dược phẩm Thái Minh, Công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm CVI, Grab, Bệnh viện Mắt Quốc tế Nhật Bản, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Máy móc Đại Chính Quang, Công ty Cổ phần Truyền thông Xu hướng số, Shopee, Công ty Clever Ads, Công ty Watsons Việt Nam, Công ty Adsota, Công ty Đức Nhân, Nhà hàng Hoa Quỳnh, Gà rán Popeyes, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Thực phẩm và Giải khát Việt Nam. Cúc cho biết, Toàn bộ 15 công ty này đều xác nhận sau khi nhận được thông tin từ cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử đã ngay lập tức dừng quảng cáo trên YouTube và yêu cầu YouTube giả soát không để tình trạng hiển thị các quảng cáo trên các clip phản động tái diễn.